nghệ sĩ nhân dân Hải Linh, Sở Phim Truyện Việt Nam sản xuất năm 1974. Bộ phim đã được trao giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3 năm 1975 tại Hải Phòng. Sau đây xin kính mời quý vị thưởng thức với sự trình bày của ca sĩ Kiều Oanh.